Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Rayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 3, All About Food, tất cả về đồ ăn của chúng ta. Rồi chúng ta vào bài đầu tiên nhé. Bài này của chúng ta đó là cái bài nói về từ vựng về đồ ăn, đồ uống. Ok, đồ ăn, đồ uống. Bây giờ chúng ta cùng nghe máy đọc nhé. Tức là các bài đầu tiên của chúng ta, bài số 1 các bạn, bài số 1 trang 52 là các bạn sẽ điền vô những cái chỗ còn trống vô. Những cái từ người ta cho chúng ta là biscuits là bánh quy này, pasta là mì ống này, fruit là gì? Fruit là nước ép trái cây, meat là thịt, cucumber là dưa chuột, strawberry là dâu, short là muối. Chúng ta phải điền vô những cái chỗ trống này. Ok. Và đây là keyword của chúng ta này. Đây. Ở đây chúng ta có điền rồi. Số 1 là cucumber này. Đây, phóng to nhé. Cucumber. Số 2 là strawberry. Nhà số 2 là strawberry. Oh my god. Số 3 đâu. Số 3. Ok. Số 3 đây. Fruit. Số 4 là pasta. Số 5 là shorts, muối. Số 6 là biscuit, bánh quy. Số 7 là... số 7 đâu? Hết rồi à? Số 7 là meat. Nha. Rồi. Chúng ta qua bài tiếp theo là cái bài số 2, nghe và kiểm tra lại. Nghe ta đọc tất cả những cái từ trong cái bức tranh. Exercise 1B, page 52. Onions. Apples. Onion, apple. Lettuce. Lettuce. Tomatoes. Tomatoes. Cucumbers. Cucumber. Carrots. Carrots. Strawberries. Strawberries. Potatoes. Potatoes. Milk. Milk. Fruit juice. Fruit juice. Eggs. Eggs. Tea. Tea. Sugar. Sugar. Pasta. Pasta. Salt. Salt. Pepper. Pepper. Biscuits. Biscuits. Bread. Bread. Flour. 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 Butter. Butter. Yogurt. Yogurt. Cereal. Cereal. Oranges. Oranges. Chicken. Chicken. Meat. Meat. Crisps. Crisps. Coffee. Coffee. Fish. Fish. Cheese. Cheese. Rice. Ok, vậy chúng ta đọc lại này. Page 52. Rồi, đọc nhé. Onions. Onions. Và số nhiều người ta có chữ sở. Onions. Apples. 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 Lettuce. 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 Rau á. Rau sống đó, rau diếp đó. Lettuce. Tomatoes. Tomato. Tomatoes. Tomatoes. Cucumbers. 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 Carrots. 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 Strawberries. 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 Potatoes. 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 Milk. 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 Fruit juice. Fruit juice. Fruit juice. Eggs. 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 Tea. Tea. Tea.
Sugar. 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 Pasta. 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 Salt. 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 Pepper. 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 Biscuits. 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 Bread. 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 Flour. 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 Butter. 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 Yogurt. 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 Cereal. 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 Oranges. 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 Chicken. Oranges. Chicken. Chicken. Meat. 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 Crisps. Grapes. Grapes. Coffee. 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 Fish. 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 Cheese. 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 Rice. 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 Okay. Right. Chúng ta đã nghe và check rồi, lặp lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê các những đồ ăn, đồ uống theo cái mục dưới đây. Bread là ngũ cốc, vegetable là rau củ, fruit là trái cây, dairy product là thực phẩm từ sữa, animal products là những thực phẩm động vật từ động vật đó, thức ăn động vật ha, order là những cái thứ khác. Chúng ta sẽ liệt kê thành thành những cái mục như vậy rồi chúng ta làm này. Rồi, chúng ta liệt kê. Unit 3, on about food. On about food. Tất cả về đồ ăn. Bây giờ chúng ta làm cái bài exercise 3, exercise 3 trang. Trang 52. Đó là chúng ta sẽ chia thành các cột. Ví dụ như là ngũ cốc, về cái mục grain là ngũ cốc các bạn. Ngũ cốc. Ngũ cốc thì chúng ta có, chúng ta có cái gì là ngũ cốc? Về nói về ngũ cốc thì chúng ta có cereals. Những sản quên không phải ngũ cốc mà những sản phẩm từ hạt đó. Những sản phẩm từ hạt. Ok. Cái nào là sản phẩm từ hạt chúng ta làm này. Và chúng ta coi những cái nào là sản phẩm từ hạt. Rồi. Chúng ta có ngũ cốc là gồm những cái loại sau: bread, bánh mì. Ok, bread là bánh mì, flour, bột. Rồi chúng ta có cereal. Ngũ cốc, chúng ta có rice là cơm. Về cái loại thứ hai đó là chúng ta có vegetable là rau. Rau củ á, rau củ thì chúng ta có cucumber. Cucumber. Chúng ta có onion. Onion. Chúng ta có carrot này, carrots. Chúng ta có potato này, rồi chúng ta có gì nữa, tomato này, tomato. Chúng ta có gì nữa, tomato. Chúng ta có lettuce. Rau sống đó. Về fruit trái cây á, fruit trái cây chúng ta có strawberry, dâu tây, strawberry, dâu tây. Chúng ta có táo, apples. Chúng ta có oranges, quả cam. Nói về dairy, dairy product, product. Dairy product là sản phẩm từ sữa. Chúng ta có sữa này, milk, có bơ này, butter. Chúng ta có yogurt,
Nha, chúng ta có yogurt là sữa chua. Chúng ta có cheese format. Nói về cái animal product á, là những sản phẩm từ động vật nhá. Những sản phẩm làm từ động vật như là trứng này, rồi cá, thịt gà, chicken. Rồi chúng ta có cá, fish, rồi những cái khác, order là những cái loại khác. Những cái loại khác thì chúng ta có biscuit này, chúng ta có pasta này, chúng ta có fruit juice này, chúng ta có gì nữa, có muối này, straws, có trà này, tea, có đường này, sugar, rồi có tiêu, pepper này, rồi có crisps, crisps là khoai tây chiên ấy, coffee, cà phê. Ok, đó là cái bài số 2 nha. Đó là bài số 2. Rồi về cái bài speaking, về cái bài speaking á, thì diễn tả sự yêu thích hoặc là không thích á, chúng ta sử dụng những cái từ như là I love là tôi thích nhá. I quite love tôi hoàn toàn thích. I hate tôi ghét. I really like là tôi thực sự thích. I don't like là tôi không thích. Thêm cái từ very much vào là nhiều lắm. Ví dụ như là câu mẫu của chúng ta, I love eating cereal and eggs. Tôi thích ăn ngũ cốc và trứng. I really like drinking milk. Tôi thực sự thích uống sữa. I quite like eating fish. Tôi hoàn toàn thích ăn cá. I don't like eating yogurt very much. Tôi không thích ăn sữa chua nhiều cho lắm. I hate drinking coffee. Tôi ghét uống cà phê. Vậy khi muốn diễn tả, sự yêu thích hoặc là ghét thì chúng ta sử dụng mẫu câu như là gì? I like là tôi thích, và sau đó nhớ cộng với danh từ hoặc là một cái động từ thêm ing, hoặc là I really thêm trạng từ vào. I really like tôi thực sự thích. I quite like là tôi hoàn toàn thích. Tôi hoàn toàn thích. Rồi nếu mà ghét thì chúng ta có I hate là tôi ghét, cũng là cộng với động từ thêm ing luôn, hoặc là I don't like tôi không thích. Và đằng sau này có thể có từ very much vào nhiều cho lắm. Rồi vậy thì tóm lại trong cái bài này, chúng ta cần phải học thuộc những cái nhóm từ vựng của chúng ta, những cái từ vựng của chúng ta nhá. Đó là những cái từ chúng ta viết lại và học thuộc, luyện một từ 5 dòng và đọc cho thuộc. Rồi đó là từ gì? Đó là biscuit này. Biscuit là bánh quy. Chúng ta có đây là vocabulary các bạn cần phải học. Biscuit, bánh quy. Từ thứ hai các bạn cần phải học đó là từ gì? Đó là pasta, mì ống. Mì ống. Chúng ta có fruit juice. Fruit juice là nước ép, fruit là hoa quả, nước ép hoa quả. Nước ép hoa quả. Rồi chúng ta có cucumber, dưa chuột. Và chúng ta không có sờ là số ít, thêm sờ vẫn là số nhiều, dưa chuột. Chúng ta có straw, berry mà không có e sờ là số ít, là dâu tây nha. Khi mà thêm e sờ vô y dài biến thành ngắn, thêm e sờ là những quả dâu tây số nhiều. Rồi chúng ta có salt là muối, muối này. Chúng ta có onion là hành tây, hành tây. Chúng ta có milk thì các bạn đều biết rồi, đó là sữa. Chúng ta có carrot, carrot là cà rốt, chúng ta có potato, potato là khoai tây. Chúng ta có tomato là cà chua, có lettuce là rau sống, rồi có apple quá dễ là táo khỏi nói, tea là trà học hồi nhỏ rồi, trứng này, egg là trứng thì cũng biết luôn rồi, rất là dễ. Và pepper là tiêu, rồi sugar là đường, sữa chua là gì, là yogurt là sữa chua, những cái từ mà chúng ta không biết đấy nhá. Rồi bread là bánh mì này, bánh mì biết rồi, bánh mì. Chúng ta có từ flour nhá, flour là bột. Rồi butter là bơ, rồi có
cereal là ngũ cốc, ngũ cốc. Rồi có orange là cam, và số nhiều là oranges, những quả cam. Chicken là gà, quá dễ luôn. Crisps là khoai tây chiên, khoai tây chiên. Chúng ta có từ fish là cá, biết rồi. Coffee là cà phê, biết luôn. Cheese là phô mai, format nha. Rồi fries là gạo cơm. Ok. Rồi bài của chúng ta, cái bài trang 5253 đến đây là hết.